Ok, xin chào cả nhà. And glad you came. Chào mừng các bạn đã có mặt ở lớp học hoàn toàn miễn phí 100% mà bản thân Tùng sẽ dành thời gian hàng tuần sẽ tổ chức ít nhất một lần dành cho tất cả cộng đồng. Chào mừng các bạn. Và như tất cả những buổi tiếng Anh các bạn đã từng học hồi trước, quy định duy nhất của lớp học đó là chúng ta cần phải mở cam. Và bây giờ các bạn hãy mở hết camera lên giúp mình. Tất cả các bạn không mở cam, mình vẫn như ở buổi khác, mình sẽ kick out ngay lập tức vì các bạn sẽ không học tập trung được. Đó. Các bạn hãy mở cam lên. Và quy định này là quy định duy nhất và sẽ tồn tại trong suốt buổi học của chúng ta. Tất cả chúng ta cần mở cam lên để có một sự tập trung trong buổi học. Đó. Và đây là quy định duy nhất, không có một cái gì khác. Các bạn có thể ví dụ như này, bây giờ mình tắt cam đi. Các bạn có thể hình dung là gì? Mình sẽ chia sẻ tiếng Anh miễn phí cho các bạn. Mình sẽ dạy các bạn tiếng Anh miễn phí nhưng sẽ không thấy mình ở đâu cả như này. Thì các bạn cảm nhận sao? Có thấy là có một cái gì nó rất là thiếu cảm xúc đúng không? Và có đôi phần nó sẽ gì? Nó sẽ thiếu tôn trọng người khác đúng không? Và cái quan trọng là gì? Khi mình không mở cam ấy thì mình có thể là gì? Mình vừa nói, mình vừa làm được gì đó, mình vừa nói, mình vừa dùng điện thoại hoặc là mình vừa nói, thậm chí mình còn ngoáy tai, ngoáy mũi, vân vân. Đó là điều sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập chỉ chúng ta rồi. Vì vậy, vì sự tiến bộ của các bạn, vì tập trung của các bạn hãy mở hết cam lên cho mình nha. Và mình lưu ý là tất cả các bạn không mở cam, mình sẽ kick out. Mình sẽ kick out trong tàu buổi học bất kỳ lúc nào nếu như mình thấy các bạn là không mở cam, mình sẽ kick. Và các bạn sẽ hiểu nha là mình đã bị kick vì lý do là không mở cam. Và khi mình đã kick rồi là một mình đã cài đặt Zoom rồi, một tiếng sau các bạn mới có thể quay trở lại lớp học được. Đó các bạn nha. Đó. Rồi. Chào tất cả các bạn, chào Cẩm Tú, rất là chịu khó, buổi nào cũng tham gia rất là đầy đủ. Chào tất cả mọi người. Có những bạn đã gắn bó mình từ tháng 9 2021 đến giờ rồi. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Ai dạ, nhiều ghê, hành trình cũng 7 tháng rồi đấy nhỉ. Tuần nào mình dành ra dành cho cộng đồng để mình chia sẻ cả nhà nha. Đó. Và buổi này cũng vậy, mình sẽ dành cho cả nhà nha. Và rất nhiều các bạn có hỏi mình về lớp học này, lịch học như nào. Thì các bạn hãy làm ơn hãy theo dõi trong Facebook, hãy theo dõi trong nhóm Zalo, hãy kéo lên để đọc tin nhắn nha. Mình không có thời gian để mình trả lời từng người một đâu, thông cảm. Bởi vì có hàng nghìn người, các bạn vào nhóm bạn sẽ thấy đấy. Nhóm Facebook có hàng nghìn người, nhóm Zalo mỗi nhóm gần 1.000 người và mình có hiện tại đến thời điểm bây giờ đã có gần 4 nhóm gần full rồi. Tức là gần 4.000 người mình không trả lời được hết đâu nha. Lịch học sẽ không hề cố định. Vì mình là một người đi làm, mình là người cán bộ công chức nhà nước. Mình dành thời gian chia sẻ cho cộng đồng. Một ngày nào rảnh mình sẽ nhắn tin cho cả nhà, sẽ thông báo lịch học cho cả nhà, thời gian học để cả nhà chủ động trước, thông báo ít nhất là trước 6 tiếng hoặc là như hôm nay đấy, mình thông báo được tối hôm trước đấy, cả nhà hãy lưu ý điều đó nhé. Đó. Và mình đang trên hành trình chinh phục tiếng Anh, hành trình của mình đã kéo dài lâu lắm rồi, 2 năm rưỡi rồi, hơn rồi. Các anh chị hình dung mà xem, 2 năm rưỡi qua không một ngày nào mình dừng lại, ngày nào mình cứ thực hành nghe nói đọc viết. Mỗi ngày có một hoạt động khác nhau, nhưng không người nào dừng lại. Chưa có ngoại lệ, không có Tết, không có nghỉ chú bảy nhật, không có Tết dương lịch, không có Tết Nguyên đán vân vân. Ngày nào cũng dành thời gian. Ngày nào bận 5 phút, 10 phút cũng được. Ngày nào rảnh hơn thì dành thời gian nhiều hơn, nửa tiếng, một tiếng vân vân. Nhưng đây là một hành trình cả nhà nhé. Mình nhắc lại một điều này, không có đường tắt để chinh phục tiếng Anh đâu. Các bạn đừng đừng vội tin, hãy tự xác minh lại xem, đừng có vội. Tin 100% vào những cái dòng tip ví dụ như là 6 tháng chinh phục tiếng Anh, 3 tháng chinh phục tiếng Anh, 36 buổi tự tin giao tiếp tiếng Anh. Nó thật là không có đâu, không có. Đó chỉ là gì? Những điều chúng ta mong muốn thôi. Đó là những điều chúng ta mong muốn. Còn khi các anh chị trải nghiệm, các anh chị sẽ thấy là gì? Không có đường tắt, chúng ta phải thực hành hàng ngày thôi. Đó, lưu ý như vậy nhé. Và một chia sẻ thẳng thắn, thành thật, thật thà với mình nhé. Xin phép cả nhà cho mình tắt điện thoại đã. Mình sẽ để chế độ điện thoại của mình hoàn toàn im lặng để sẽ không ai can thiệp vào lớp học nữa. Khi mình đã làm việc mình sẽ tập trung 100% và mình sẽ hoàn toàn im lặng. Và chế độ im lặng. Ok. Mình sẽ để chế độ máy ở chế độ silent. Ok. Đó. Cả nhà hãy lưu ý đấy. Và một chia sẻ thẳng thắn thật thà với cả nhà. Mình dành thời gian chia sẻ kiến thức cho cả nhà. Nhưng thật sự nha, một tuần một buổi là chưa đủ để các anh chị chinh phục tiếng Anh. Cả nhà hình dung mà xem, mình đã chinh phục tiếng Anh trong vòng 2 năm rưỡi qua rồi.
Đến ngày hôm nay là ngày thứ hai, 2 năm tròn cộng với lại 109 ngày. Các chị nhân lên mà xem, 365 nhân 2 tức bao nhiêu? Tức là 720 ngày thì phải không? 365 mà. 730 ngày cộng 100 ngày nữa. Nó rơi vào độ hơn 800 ngày rồi. Mình không ngày nào mình liên tục, mình không ngày nào mình nghỉ cả. Thì các chị hình dung một xem, nếu mỗi tuần chỉ một buổi thôi, như vậy các chị sẽ phải dành mất 700 tuần, 800 tuần mà vẫn đứng thể dục bây giờ. Chưa đủ đâu. Nên các anh chị hãy dành thời gian chủ động học tập nhiều hơn nữa nhé. Kiến thức, bài giảng mình có thể gửi cho các chị. Mình tặng free mà. Chỉ cần các anh chị giúp mình một số điều thôi. Ví dụ share bài viết để có nhiều người được học lớp miễn phí này thôi. Là một cách giúp mình rồi. Không cần thêm gì cả. Không phải đóng phí gì cả. Đấy, giúp mình như vậy. Mình đã tặng bài giảng cho các chị. Nhưng các chị phải thực hành. Đó. Còn nếu các chị nào muốn thực sự nha, mà chinh phục tiếng Anh, muốn giao tiếp được tiếng Anh trong vòng với mốc của mình là trong vòng 1 năm, tối thiểu 1 năm nhé, 1 năm này. Nhưng 1 năm này là sao, ngày nào các anh chị cũng được học thì hãy đi inbox, liên lạc trực tiếp với mình sẽ có những cái lộ trình, những cái lớp học dành cho các anh chị như vậy. 1 năm sẽ giao tiếp được, ok. Nhưng phải lưu ý gì, dùng sự chăm chỉ của các anh chị. Điều thứ hai, ngày nào cũng học giống mình, ngày ít thì 5 phút 10 phút, ngày nhiều thì là nhiều hơn, do quỹ thời gian của các bạn. Hãy liên lạc với mình sẽ giúp các anh chị điều đó nhé, tùy thuộc các anh chị. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục buổi học tiếp theo của chúng ta, ok. Buổi trước là chúng ta đã bây giờ các anh chị hãy chủ động là các anh chị hãy đổi tên nhé, tất cả các vị hãy đổi tên đúng tên để mình sẽ gọi nha. Còn những bạn như Nguyễn Hữu Quang Đạt này, Trần Phượng này, Trà My này, mình sẽ kick out nhé, vì các bạn đã không mở cam, mình nói rồi, mình sẽ không nhắc lại điều này nhé, mình sẽ không nhắc lại điều này đó. Buổi trước thì mình đã dạy ở buổi nào nhỉ? Mình đã dạy đến đây, cho mình xin phép gọi là cho mình 30 giây quảng cáo một chút. Đây, đây là cái bài viết. Đây là cái bài viết mà mình chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, học tiếng Anh miễn phí là có thật. Học ở đây. Như nếu học chúng ta đây. Các chị hãy giúp mình hãy share bài viết này nhé để cả nhà nhiều người biết đến lớp học này hơn. Mình sẽ gửi lại một lần nữa ở trên khung chat, cả nhà giúp mình làm việc này nha. Đó. Chỉ như vậy thôi. Đó. Hoàn toàn miễn phí. Mình cũng đã mình ý định của mình cũng là muốn là gì, muốn cộng tác với một số lớp học mà cũng dạy hoàn toàn miễn phí rồi, mình và mình cực tiếp trải nghiệm rồi. Nhưng thật sự là nhạc mình tham gia thực sự mà vào đó bắt đầu gì, trước khi bắt đầu buổi học là họ sẽ yêu cầu một số yêu cầu gì, lớp học này miễn phí nhưng các anh chị hãy hãy cho hãy hãy lập một tài khoản để học tập, và phí để lập tài khoản này là mấy trăm nghìn đấy. Đấy, hoặc là như thế, hoặc là gì, lớp học là miễn phí nhưng mà cái phí để mua tài liệu là 100 mấy chục nghìn, vân vân, 200 mấy nghìn đấy. Như vậy nó còn nó có còn là miễn phí không các anh chị? Còn hoàn toàn miễn phí không ạ? Đấy là câu trả lời của anh chị nha. Còn ở đây mình dành thời gian mình chia sẻ trực tiếp, trực trực tiếp trực tuyến với cả nhà mỗi tuần ít nhất một buổi, và free là free 100%, mãi mãi sẽ là như vậy, mỗi tuần tối thiểu sẽ một buổi nha. Còn những lớp giao tiếp chuyên sâu, những lớp phát âm chuyên sâu thì các anh chị nếu như muốn học, muốn chuẩn hóa phát âm hãy đăng ký mình sẽ sắp xếp sau nha. Và một lời khuyên cuối cùng trước khi bắt đầu lớp học là gì, nếu muốn giao tiếp thành công hãy học phát âm chuẩn trước, hãy chuẩn hóa phát âm của anh chị trước. Học ở đâu cũng được, mình không có nói học với mình, học ở đâu cũng được, nhưng hãy học phát âm chuẩn trước. Nếu không ấy, các anh chị sẽ mãi mãi dùng cái bộ âm của tiếng Việt để nói tiếng Anh và nghe nó sẽ rất là ngang, người Tây sẽ không hiểu đâu, ví dụ như thế nha. Nếu như vậy các anh chị sẽ mãi mãi nói những từ, ví dụ từ gì nhỉ, từ công an ấy, mãi mãi các anh chị sẽ là police đấy. Ví dụ sẽ hôm nay sẽ là police đấy, hoặc là các anh chị sẽ nói những, mãi mãi những từ, ví dụ từ từ mẹ các anh chị sẽ nói là mother, từ bố father. Tây sẽ không hiểu đâu, sẽ khó đoán, nó phải là mother, nó phải là father, nó phải là police chứ không phải là police. Tây sẽ không hiểu. Nó ví dụ như trong Zoom chúng là có bạn là Phạm Huy Hoàng này, cái trọng âm ấy nó quan trọng như cái dấu của chúng ta, cái trọng âm tiếng Anh ấy. Đấy. Nếu như trọng âm sai các chị có đọc có gì là Phạm Huy Hoàng, Phạm Huy Hoàng vân vân, nó sẽ rất là sai hoàn toàn và người ta sẽ không hiểu đâu. Lời khuyên, muốn giao tiếp thành công hãy học phát âm đầu tiên, mất gốc hãy học phát âm, lấy phát âm làm gốc làm gì cả nhà nha. Đó, đó là lời khuyên của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại lớp học. Buổi trước ấy, mình đã chia sẻ với cả nhà đến cái lesson 22 rồi. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lesson này. Lesson là asking about age and name. Đầu tiên đấy là mình sẽ gửi cho cả nhà cái hội thoại trước nhá.
bây giờ, ngay bây giờ. Cả nhà hãy làm cách nào đó, hãy copy paste hoặc là hãy chụp ảnh màn hình hoặc tùy cách nào đó, cả nhà hãy chụp lại cái điện thoại này mình gửi cho cả nhà trong cái dòng chat của Zoom này. Để một lát nữa mình sẽ còn chia break Zoom mà, cả nhà sẽ được vào Zoom mà cả nhà chia sẻ, cả nhà sẽ tập nói. Vì vậy cả nhà hãy tùy với cả nhà nhé. Cái đây mình buổi nào mình hướng dẫn rồi. Hãy làm cách nào đó để lưu lại được cái điện thoại này. Mình sẽ mở cả nhà nghe, mở cả nhà dịch, sau đó mở cả nhà nói để cả nhà làm quen với phát âm nha. Và khi nghe lưu ý gì? Hãy tập nghe và tập nói đúng y chang như là họ nói. Họ nói là question name, cả nhà hãy nói là question name, đừng nói là question name nhá. Đã nghe là question name, hãy nói là question name. Đó. Đã nghe là Amina, hãy nói là Amina, đừng nói là Amina. Đó. Hãy bắt chước như vậy. Đây là một kỹ thuật nó gọi là shadowing. Bắt chước. Và cả nhà sẽ có được, dần dần cả nhà sẽ bắt có được cái bộ âm giống như người bản xứ. Lưu ý nha. Đó. Rồi. Trước khi cho cả nhà nghe thì mình sẽ lướt qua một lượt nữa để mình xem này, nếu bạn nào ấy, mà vô tình mà chưa bật cam ấy thì sẽ tức ao nha, và chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đó. Quy định duy nhất của lớp học chỉ là mở cam thôi để chúng ta tập trung nha. Đó là điều duy nhất của lớp học chúng ta, lớp học free này nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà nha. Hãy nghe điện thoại này. Nghe trước nha. Và khi mà nghe ấy, có một cái tip, một cái mẹo để cả nhà nghe hiệu quả đó thì cả nhà hãy nghe gọi là just rest, not rise. Hãy nhắm mắt lại cũng được, để nghe tập trung để xem chúng ta có thể bắt được bao nhiêu âm, bao nhiêu từ, bao nhiêu câu trong đoạn hội thoại này nha. Mời cả nhà. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nha. Cả nhà tập trung nghe nha. Lesson 21. Talking about. Chờ mình chút, mình tuôn. I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. Oh, đây nói rồi. Hi. Lesson 23. Asking about age. Lesson 20. Rồi, bây giờ bắt đầu nhé. Cả nhà hãy chú ý lắng nghe nhé. Mình sẽ mở cho mọi người chú ý lắng nghe nhé. Bắt đầu. 3, 2, 1, go. Toy. Lesson 23. Asking about age and name. Dialogue 1. Dialogue 1. Hi. Hi, nice to meet you. What's your name? I am Nina. And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? I am the same as you. I am also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1/1/2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Rồi, cả nhà hãy bắt đầu với đoạn này trước. Đây là đoạn đầu tiên. Tập trước nhé. Nhưng mình sẽ mời cả nhà nghe lại một lượt nữa. Sau lượt này mình sẽ cả nhà sẽ dịch nha. Mời cả nhà nghe được một lượt nữa nha. Bắt đầu. In Russia. What a beautiful toy. It is also my favorite toy. Rồi, bắt đầu. Lesson 23. Lesson 23. Asking about, age and name. Dialogue 1. Hi. Hi, nice to meet you. What's your name? I am Nina. And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? I am the same as you. I am also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1/1/2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Dialogue 2. Rồi, bây giờ mình mời cả nhà nhé. Hãy dịch đi. Hãy dành vài phút để dịch. Sau đó mình sẽ mời hai bạn bất kỳ trong Zoom nhá. Bất kỳ. Một người đóng vai là A, một người đóng vai là B. Và dịch sang tiếng Anh cho mình. Nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt luôn nhá. Chỉ dành vài phút thôi cả nhà dịch đi nhá. Bắt đầu, thời gian bắt đầu.
Ok, trong Zoom này mình sẽ mời hai bạn dịch nhé. Đầu tiên để mình xem nào. Mình sẽ mời có bạn một một bạn là bạn Hoài Thu này, China là một này, đóng vai A cho mình nha. China. Bạn thứ hai là bạn Trần Kim Tuyến. Đấy, đóng vai B cho mình nha. Đấy. Cả nhà hãy mở mic lên và sau đó dịch cho mình gọi lại này. Mời hai bạn. Xin chào. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Bạn tên là gì? Tôi tên là Mina, còn bạn? Mình tên là Sophia. Bạn bao nhiêu tuổi? Mình năm nay 21 tuổi, còn bạn? Cái gì? Tuổi của mình bằng tuổi của bạn cũng 21 tuổi. Bạn sinh ngày bao nhiêu nhỉ? Bạn sinh ngày bao nhiêu? Ngày sinh của mình là ngày 1 tháng 1 năm 2000. Còn ngày sinh của bạn sinh ngày nào? Ngày sinh của mình là ngày sinh của mình là 15 tháng 6. Yes. Bạn ở con bạn ở đâu? Mình sống ở Kentucky. Nơi đó rất là đẹp. Còn bạn đến từ đâu? Mình đến từ New York. Ok, thank you so much. Đó, cảm ơn hai bạn. Đó, bây giờ mình sẽ dành thời gian nha để mình chia sẻ lại cả nhà. Cái dịch rất là tốt. Vì mình sẽ dành thời gian để mình phân tích cho cả nhà một số những từ, một số những cái cụm mà cả nhà có thể bổ sung thêm nha. Đầu tiên hai bạn dịch rất là tốt. Rất cảm ơn. Đây là một đoạn thoại gì? Nó vô cùng cơ bản, nó vô cùng căn bản. Và một trong những cái kỹ năng này các bạn luyện cái kỹ năng gọi là speaking skill. Cái đang nói đó là gì? Các bạn phải hiểu nha, phải hiểu những gì mình nói. Vì vậy mình mới đề nghị các bạn hãy nghe trước, sau đó dịch và sau đó tí nữa thực hành nói. Rồi, ok. Đầu tiên đấy, một số câu đầu tiên này không có gì. Nice to meet you, rất vui gặp bạn. Còn chuẩn em nha. Và các anh chị hãy lưu ý này, trong tiếng Anh ấy, với câu hỏi người bản xứ họ sẽ thường lên giọng ở cuối câu. Các bạn sẽ hiếm khi gặp được người đang hỏi là what's your name, không có đâu. Mọi người sẽ gọi là what's your name hoặc là what's your name, vân vân. Tóm lại phải có ngữ điệu và nó phải ngữ điệu lên giọng ở cuối câu. Đấy là một quy luật nhé, quy luật gần như tuyệt đối đúng nhé. Hãy tất cả mọi câu hỏi các anh chị hãy lên giọng ở cuối câu. Ví dụ câu tiếp theo này, how dare you, how dare you. Đó. Đấy nha, với câu này tí nữa cả nhà nghe lại, cả nhà sẽ thích nghe họ nối âm này, how old are you, họ sẽ đọc nhanh, how old are you, how old are you, hoặc là hầu đa chịu, tóm lại hầu đa chịu, đa chịu, đa chịu. Đó. Họ nối âm, nối gầm chỉ gầm r. Đó. Một trong những bí kíp để nói tiếng Anh hay và tiếng Anh giống người bản xứ là như vậy, họ nối âm nhiều lắm, hầu đa chịu, hầu ấu chịu. Đó. Nếu như cả nhà không biết điều đó thì cái nói tiếng Anh tiếng Anh sẽ rất là chậm và sẽ bị Việt hóa tiếng Anh. Sao? Là sẽ như kiểu gì nhỉ? How old are you? How old are you? Đúng rồi đấy. Đấy. Những ai đang nói how old are you thì là đúng như vậy nhá. Bản thân Tùng ngày xưa cũng vậy thôi, cũng nói như vậy mà, cũng how are you, không phải nói nhiều mới quen được. Và mình xin được nhấn mạnh là gì, trong du của chúng ta ấy, tí nữa chúng ta thực hành ấy, sẽ không có người nói hay, sẽ không có người nói dở. Đó. Chúng ta không bắt lỗi của nhau nhé, chúng ta cùng nhau học tốt, động lực viên nhau học tốt thôi. Nếu chúng ta giỏi rồi chúng ta đã không ở đây đúng không, chúng ta sẽ ở một cái level khác, ở một lớp học khác. Như chúng ta ở đây chúng ta cùng muốn củng cố cả tiếng Anh. Vì vậy đề nghị đầu tiên của mình, không bắt lỗi ai cả, hãy động viên, hãy cổ vũ nhau học tốt tiếng Anh nhé. Đầu đây và nhớ lưu ý câu đầu tiên nhá, câu hỏi tuổi này tí nữa cả nhà nghe lại sẽ thấy họ hỏi là họ ấu trà chịu, lưu ý nhá. Và tiếp theo này, what is your age, đây là một cách để câu hỏi tuổi nhá. Đấy, cả nhà lưu ý cho mình này, câu này họ ấu trà chịu và câu này what is your age bằng nghĩa nhau. Thật ra có thể hỏi gì bạn bao tuổi hoặc đi what is your age, tuổi của bạn là bao nhiêu luôn, tóm lại vẫn là tuổi của bạn là bao nhiêu. Hai câu này bằng nghĩa nhau luôn, cả nhà lưu ý cho mình nhá, hãy lưu ý cho mình điều đó. Đây mình ghi nốt vào đây luôn cho cả nhà. Đây đấy, nên là gì, cùng một cách nói tiếng Anh thôi sẽ có rất nhiều cách diễn đạt. Nếu như cả nhà nghiên cứu nhiều, nghiên cứu sâu sẽ nhiều cách lắm, đừng bị gò bó hỏi tuổi chỉ nghĩ how ai chịu, what is your age, what is your age là một cách ở phải lưu ý nhá. Này, I am the same as you, đây tôi giống bạn thôi, I am 21. Mình lưu ý cho cả nhà này, đây cái số 21 này. Để chia sẻ thêm nhé, chia sẻ sâu này. Số 21 này.
Cả nhà sẽ hay được đọc, nghe được đọc là gì? 21, đúng không? Nhưng có một cách đọc khác nữa, đó là sau này nghe gặp đừng có sốc nhá, đừng có sốc cái gặp này. 21st. 21st là cái nào? 21 đó. 22 này. 22nd. 22nd. Đó, nó vẫn là 22. Cả nhà lưu ý nhé. Nên sau này gặp ấy, đừng bị gò bó quá nhiều gì. 21 chỉ là 21, 22 chỉ là 22, 22nd cũng là 23. 23. 23rd. Đó, cả nhà lưu ý nhé. Nó dụ tất cả những số khác. 31, 32, 33, vân vân. 41, 42, 43, vân vân. Cả nhà lưu ý điều đó nhé. Đấy. 41st, 42nd, 43, vân vân. Cả nhà lưu ý điều đó. Đó là một cái lưu ý cho cả nhà. Tiếp theo này, còn chỗ nào nữa không ạ? Đây, câu đầu tiên này. What date is your birthday? Tóm lại gì? Bạn sinh ngày bao nhiêu? Đấy. Còn nó bằng nghĩa với câu này, nó bằng nghĩa với câu này. Câu dưới này, when's your birthday? Cả nhà thấy không? Lại có một cái cách nói khác. Cách nói khác để gì? Để hỏi về ngày sinh nhật, hai cách đúng không? What date is your birthday? When's your birthday? Hai cách nhé, lưu ý như vậy nhé. Đó. Tiếp theo, có một cái điều rất hay. Cả nhà thấy trường này đặc biệt không? Ngày 1 tháng 1 năm 2000, bình thường mình sẽ đọc là gì? The 1st January and 2000. Nhưng nghe họ đọc này, 1-1-2000. Thấy hay không? 1-1-2000, đúng không? 1-1-2000. Chỉ có cả nhà nghe nhiều, luyện nhiều, tập nhiều thì mới gặp nhiều, mới hiểu điều này. Sau cả nhà sẽ thấy họ nói rất nhanh, đúng không? My date of birth is 1-1-2000. Thế thôi, rất hay. Chứ không phải my date of birth is the 1st January 2000. Có, nói thế nó rất là khó. Đó là một cách rất là đặc biệt. Nhà nghe nhiều sẽ hiểu nhé. 1-1-2000. Rất là hay. Đó. Và đây, mình sẽ trả tiếp đến từ cuối cùng này. Cái từ này, bang này. Kentucky, đúng không? Kentucky. Tiếng Việt là Kentucky, đúng không? Mình không bảo cả nhà nói sai. Bởi vì sao? Khi dùng cái bộ âm của tiếng Việt, khi dùng phiên âm của tiếng Việt ấy, thì nó sẽ là Kentucky, đúng không? Nhưng khi cả nhà muốn nói cái tên bang này với một người bản xứ, muốn nói cái tên bang này với một người nước ngoài ấy, thì đừng đọc là Kentucky, họ không hiểu đâu, mà hãy đọc là gì? I live in Kentucky. Kentucky, Kentucky. Nó có ngữ điệu một chút, cả nhà lưu ý nhá. Đừng đọc Kentucky, đừng Việt hóa tiếng Anh khi nói tiếng Anh với lại người nước ngoài nhá. Có khi cả nhà nói tiếng Anh với người Việt thì ok, chẳng sao cả. Đó. Rồi, đó là một số những điều mình note cho cả nhà lưu ý khi nhà luyện với đoạn đối thoại này nhá. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe lại. Nghe hai lượt đi, sau đó mình sẽ chia vào những break room để cả nhà thực hành nhá. Đấy. Vào break room thì mình sẽ chia break room làm mỗi break room sẽ có 3 người. Đó. 3 người này các bạn không cần phân AB đâu, các bạn hãy phân nhau đọc từng câu một với nhau nhá. Hết một lượt các bạn hãy đổi lại đọc liên tục cho nhau. Mỗi break room chỉ có các bạn chỉ có tầm độ 2 đến 3 phút thôi. Hãy nói liên tục, hãy tận dụng thời gian này nói liên tục với anh với nhau để chúng ta cổ vũ động viên nhau học tốt tiếng Anh nha. Không bắt lỗi nhau nha. Nếu giỏi đã không học lên rồi nha, không bắt lỗi nha. Hãy cố gắng lên nha. Đấy, mình mời cả nhà nghe lại sau đó bắt đầu nha. Nào, bắt đầu mời cả nhà nghe. Talking about age and name. The full toy. Lesson 23. Asking about age and name. Dialogue 1. Hi. Hi, nice to meet you. What's your name? I am Nina. And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? I am the same as you. I'm also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1-1-2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Dialogue 2. Rồi. Rồi nghe lại một lượt nữa nhé. Sau lượt này chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta tập luyện nói nhé. 3. Asking about age and name. Dialogue 1. Hi.
Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? What's your name? I am Mina. I'm Mina. And you? And you? I'm Sophia. I'm Sophia. How old are you? How old are you? Rồi. I'm... Các bạn hãy nghe lại câu này cho mình nhé. How old are you? Còn nói rất nhanh đâu. How old are you? Chứ không nói như chúng ta. How old are you? Nghe lại này. Sophia. How old are you? Đó, thấy chưa? Này. Sophia. How old are you? 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 Đó, các bạn nghe này chưa? How old are you? How old are you? How old are you? Chứ không nói how old are you đâu. Đó. Muốn nói như Tây, hãy luyện nghe và bắt chước họ nói giống họ nha. Đó. Rồi, mời cả nhà nghe lại. Dialogue 1. Hi. Hi, nice to meet you. What's your name? I am Nina. And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? I am the same as you. I am also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1/1/2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Rồi, mời cả nhà vào bước chung nha. Everyone, let's move on your break room and practice. Speak loudly. Hãy nói to lên nha. Và ví dụ phải nói to lên. Nào. Tất cả di chuyển đi ạ. Những ai còn là Zoom lớn này, như vậy là các bạn đang không tổ trung học, mình sẽ kích nữa nha. Có mở cam không? Có mở cam hay không? Mình cũng sẽ kích. Và các bạn không mở cam, tuy nhiên là các bạn không ở lớp học, hoặc mình sẽ kích luôn nha. Mời các bạn hãy vào break room đi ạ. Vào Zoom đi Hòa ơi, thử anh nói đi em. Áp dụng cái kỹ thuật phát âm nói luôn nhá. Hòa vào Zoom đi. Áp dụng kỹ thuật phát âm em đã được học từ anh ấy để em nói luôn nhá. Để anh xem Kim Hòa Zoom mấy nè. Ngọc Sơn, sao không vào Zoom? Khánh Ngọc, sao không vào Zoom? Mở mic cho anh xem nào. Ngọc Sơn, sao không vào Zoom? Khánh Ngọc, tại sao không vào thực hành? Nghĩa, không vào Zoom. Anh kích nhá. Hoài Thu, tại sao không vào Zoom? Xin ạ. Mở mic lên. Dạ. Dạ thầy em không có cái không, em vào rồi đấy. Tại sao không vào Zoom thực hành? Lò Thứ Hằng, sao không vào Zoom thực hành? Mở mic lên. Vừa nãy nó hiện cái gì thấy em được ấn xong nó đi đâu. Đâu, để anh tìm lại em nào. Cố nghe lên đi. Em ở Zoom mấy nhỉ? Zoom rất đông nên anh không được quan sát được. Rồi, hàng bạn Zoom 6 đi. Mày ơi. Ừ, Hòa em, sao không vào Zoom? Dạ, em chưa có đoạn hội thoại nên không có vô được. Trời ơi. Thầy có... Rồi, thầy có đoạn hội thoại nhắn không ạ? Để anh gửi điện thoại trong chat của Zoom rồi đấy. Đấy, cho em vào muộn em không nhìn được. Đây, anh gửi rồi đấy. Để copy paste vào đấy nhá. Yeah. Rồi, mọi người tập trung vào nhá. Anh sẽ vào cái Zoom khác để anh xem mọi người nói nào. Anh sẽ copy cho cả nhà. Nhá, hãy thực hành đi nhá. And you, what is your name? Your age, what is your age?
I am the same as you. I am also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1/1/2000. When your birthday? My birthday is on 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It's a very beautiful. Where are you from? I am from New York. Ủa, hết rồi nè. Ôi, nhóm này có hai người thật luôn. Rồi, thứ hai đi, cả nhà thứ hai tiếp. Đổi vai nhá, nói liên tục nhá. Anh sẽ sang nhóm khác xem mọi người nói nào. Cố lên, rất, làm rất tốt. Hello. The other partner is gone in the moment. So I do not know who to say. Can I practice with you? Okay, now let's start this. Hi. So I prefer like real conversation, right? So we don't look at the conversation that you have prepared. I'm sorry. Okay. So hello. It's a nice pleasure to meet you here. Can you introduce yourself, please? Okay, thank you so much. My name is Chung. I'm from Taiwan. And how old are you? Can you say it again? Well, where were you from? I'm from Taiwan. Taiwan provide. Ah, Taiwan. Yeah. Taiwan. And how about you? I'm only 21. And how about you? I'm a little older than you. A little. I guess that you are. And are you married or single? Oh, that's kind of painful. I'm only single. I'm FA. Okay. As you know, English is my passion, and I work hard. I'm patient to learn English by myself every single day, and now I have the knowledge and I want to share all of you. So yes. Nice to meet you today, but now I need to use my time to everyone. So see you again and we can talk more and more in the another time, okay? All right. Okay, nice to meet you. Bye, Bùi Lê Thái Sơn. Bye. Soon. Hi, nice to meet you. What's your name? What's your name? I am Nina. I'm Mina. And you? And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? What is your age? I am the same as you. I'm also you. 21 I'm years 21 old. Years old. What date is your birthday? My date of birth is 1/1/2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Dialogue 2. Ok, cảm ơn cả nhà đã ra hết rồi, bước Zoom chưa ạ? Mình đã vào được một số Zoom. Mình đã vào được một số thôi. Gọi là một số thôi cả nhà. Mình không thể mà vào được hết đâu. Bởi vì nó đông. Đó. Nhưng mình sẽ có một số nhận xét để giúp cả nhà cải thiện âm hơn nhá. Có những bạn sẽ nói tốt, có những bạn nói rất tốt,
có đứa bạn nói cần thời gian hơn nữa, nhưng mà chúng ta hãy tự động viên nhau, hãy tập luyện thôi. Bởi vì sao? Cách đây 2 năm ấy, Tùng cũng như các bạn ngày nay thôi, thậm chí còn kém hơn các bạn ấy, mình chẳng biết nói một câu tiếng nào cả đâu, nhưng mà chỉ có kiên trì luyện tập ở nhà mới chích lùa tiếng Anh. Một số từ, một số câu mà cả nhà có thể là khắc phục, cả nhà có thể nói hay hơn. Mình lấy ví dụ nhá, một số từ thôi. Đây này, cái câu này, cái từ live này, này live này. Where do you live? Một số bạn đang nói là where do you live? Where do you live? Không phải đâu, nó là live, live nha, lưu ý. Bạn sống ở đâu đấy? Where do you live? Đó. Và mình lưu ý về cái địa danh này, địa danh mình có nhắc chút bởi nào vậy? Tiếng Việt là Kentucky, tiếng Anh này Kentucky, Kentucky. Đó. Này, bang tiếp theo này, tiếng Việt là New York, tiếng Anh là New York, New York. Đó. Kentucky, New York. Hãy tập như vậy nhé. Muốn nói như Tây thì hãy nghe Tây và tập lại. Tập gọi là gì? Nói nôm na là hãy nhại theo Tây ấy. Đấy, hãy nói giống như Tây có thể, nhiều nhất có thể nhé. Đó. Đó là những cái gì mình sẽ chia sẻ với cả nhà như vậy. Đó. Mình giúp cả nhà. Những cái file này mình sẽ khẩn năng mình chia sẻ với cả nhà. Mình sẽ tặng cho cả nhà cả file nghe, cả file nói, cả file chữ, thậm chí cả video nữa cơ. Đấy. Miễn sao cả nhà giúp mình share cái bài Facebook mình đã nhắn ấy. Những ai share, những ai comment, những ai like bài video mình sẽ tặng cho cả nhà nhá, tặng hết. Hoàn toàn miễn phí. Mình muốn làm như vậy để là gì? Để nhiều người biết đến hơn lớp học này thôi. Đó, chỉ như vậy thôi chứ các bạn có mất phí đâu đúng không? Không mất một đồng phí đâu cả. Mình dành thời gian cho các bạn và các bạn không mất một khoản phí đâu cả nhá. Và bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe một đoạn thoại thứ hai. Đoạn thoại này về mình sẽ gửi cho cả nhà file nghe, file viết, file ảnh để luyện thêm nhá. Hãy nghe và tập bắt trước. Bây giờ sẽ là cái dialogue 2 nha. Và trước khi gửi mình sẽ gửi ngay cho cả nhà cái đoạn thoại này ở dòng chat của Zoom. Đấy, cả nhà muốn làm nào làm đi, tùy cả nhà. Copy paste chụp ảnh màn hình hoặc vân vân để cả nhà lưu được đoạn thoại này. Để tí nữa vào bước Zoom các chị chủ động thực hành đấy nha. Chứ những vấn đề liên quan đến mic này, đến tai nghe này, đến việc không có hội thoại, mình không can thiệp đâu, mình không dùng đâu nha. Còn những anh chị nào muốn học giao tiếp chuyên sâu hơn nữa ấy, ở đó sẽ có rất nhiều các cô chú anh chị là gì, học tập trung hơn, học nghiêm túc hơn và có tài liệu chuẩn bị kỹ càng hơn, gửi trước hoặc là nghe trước vân vân ấy, thì cứ hỏi mình, cứ đăng ký mình, cứ theo dõi cái Facebook của mình hoặc nhóm mình sẽ thông báo nhá. Tháng 3 thì mình không nhận học viên nữa. Sang tháng 4 mình mới nhận tiếp học viên nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe nhé. Hãy nghe nói lại tiếp theo và thực hành tiếp nhá. Rồi, mời cả nhà tiếp tục. Rồi, thứ hai này. Dialogue 2, now listen. New York. Dialogue 2. Good morning, Jack. This is Anna. She is my roommate. She's my roommate. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. I'm Anna. Nice to meet you, too. Yes. How old are you? I'm 18 years old. And you? I'm 18, too. Lesson. Một lượt nữa đấy nhá. Phải là một lượt nữa. Sau đó mình sẽ mời hai bạn dịch luôn. Bài này rất ngắn mà. Và nó vô cùng cơ bản. Cái khó đây không phải là dịch. Cái khó đây là làm sao để nói như Tây thôi. Các bạn sẽ nói là nice to meet you. Hay là nói là nice to meet you. Đó là do các bạn thôi. Đấy, cái khó là cái đó. Chứ không phải là việc dịch hay không ạ. Nice to meet you. Chứ không phải là nice to meet you nữa. Đó, lưu ý nhá. Làm cái lại đấy. New York. Dialogue 2. Good morning, Jack. This is Anna. She is my roommate. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. I'm Anna. Nice to meet you, too. Yes. How old are you? I'm 18 years old. And you? I'm 18, too. Rồi. Bây giờ mình sẽ mời hai bạn nhé. Thu Hoài, đóng vai là A. Thu Hoài, đóng vai là A. Thành Khương, đóng vai là B. Dịch cho mình đoạn này. Bắt đầu luôn. Nói luôn. Mở mic lên. Thu Hoài và Thành Khương. Good morning, Jack. This is Anna. No. Just let it to Vietnamese. Hãy dịch sang tiếng Việt đi ạ. Chào buổi sáng, Jack. Tôi là Anna. Cô ấy là... Này em không biết. Bạn cùng phòng, roommate, bạn cùng phòng, cứ mở mic lên, bạn cùng phòng. Là bạn cùng phòng của tôi.
Rồi, thành Khương. Chào anh Lê, tôi tên là Chất. Rất vui khi gặp bạn. Rồi, câu C miễn dịch luôn để cho các bạn. Tôi là Anna, rất vui khi gặp bạn, tôi cũng vậy. Rồi, được B tiếp tục nào. Rồi, okay. Thank you. Rồi, cảm ơn hai bạn vì cái đoạn thoại này. Thời gian nó vô cùng đơn giản thôi, nó vô cùng đơn giản. Những câu chúng anh đã biết rồi nha. Good morning Jack, chào buổi sáng Jack. Đây là Anna, đây là một câu giới thiệu rất cơ bản thôi. She is my roommate nha. Cái từ roommate đây là bạn cùng phòng nha. She is my roommate. Đó. Vấn đề là cái khó của đây của chúng ta gì? Là chúng ta nói không có được. Chúng ta sẽ nói là she is my roommate, đúng không? She is my roommate. Tây cũng nói thế đâu. She is my roommate. Đó. Hoặc những câu đơn giản nhất như câu gì? Nice to meet you này. Chúng ta vẫn nói nice to meet you. Tây cũng nói thế đâu. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nghe cả nhà nghe thế không? Nó có mượt tai hơn không? Đúng không? Vấn đề là chúng ta phải mở miệng nói, thực hành thật nhiều như vậy nha, để chúng ta luyện được cái ngữ điệu của ta rồi. Đây chính là quá trình gọi là train your voice ấy, luyện giọng đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở cả nhà nghe lại. Sau đó mình lại mở cả nhà vào work zoom thực hành đoạn thoại nhé. Và rất ngắn. Mình sẽ dành cho các bạn vài phút nhưng mà hãy tận dụng 3 phút đó, nói thật nhiều, thật lâu, thật sâu nhất có thể, đổi vai liên tục để nói với nhau nhé. Đoạn này mình sẽ chỉ chia mỗi work zoom làm 2 người một work zoom này, nói nhau liên tục nhé. Không cần phải ABC gì cả, cứ mỗi người một câu, mỗi người một câu nha, đổi vai liên tục nha. Mời cả nhà nghe lại nhá. Nào, bắt đầu. 1 2000. When's your birthday? When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? Đây là một phút đoạn lại trước bây giờ. I live in Kentucky. It is very beautiful. Đấy. Nghe từ New York này. Where are you from? I am from New York. I'm from New York. Đâu? New York. Dialogue 2. À, đoạn 2 nhá, nghe đi. Good morning, Jack. This is Anna. She is my roommate. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. I'm Anna. Nice to meet you, too. Yes. How old are you? I'm 18 years old. And you? I'm 18, too. Một lượt nữa cả nhé. Nghe một lượt nữa, sau đó chúng ta sẽ thực hành trong buổi Zoom nhé. Good morning, Jack. This is Anna. She is my roommate. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. I'm Anna. Nice to meet you too. Yes. How old are you? I'm 18 years old. And you? I'm 18 too. Ok, cả nhà vào bước Zoom đi nhé. Hãy vào thực hành nói với nhau nhé. Nói liên tục với nhau. Đây lúc để cả nhà thực hành với nhau nhé. Những ai ở lại là Zoom chính là mình sẽ không để lại đâu nhá. Mình sẽ mời cả nhà kick out luôn nhá. Hòa sang vào Zoom đi em. Vào với Zoom. Thầy ơi, thầy gửi cho em đoạn hội thoại đó. Anh gửi dòng chat rồi. Anh gửi ở đoạn chat rồi. Anh gửi ở chat Zoom rồi. Ở đây là lớp free, anh không thể gửi riêng được, gửi đông lắm. Ở cái phần chat của Zoom rồi. Anh đã gửi rồi đấy. Anh gửi rồi đấy, lưu lại hay dùng cách nào đó tùy cả nhà nhé. Đây gửi lại này. Được rồi nghe, từ nào đẹp nhất số một cái. Anh em nghe này. Hoàng Dung sao không vào Zoom mà lại còn nói chuyện riêng? Có học không? Có anh kích ao nhỉ? Hoàng Dung mới vào đúng không? Mời em vào một cái Zoom để em nghe mọi người nói chuyện nhỉ? Vào Zoom 5 này. Mọi người đang chia với Zoom nói chuyện rồi. Hãy vào nữa thực hành đi nhỉ? Nguyên nữa sao không vào Zoom? Cần mở cam với nhỉ? Không mở cam không để đâu nhỉ? Thank you.
Ok, đổi vai bạn ơi. Hi Anna, my name is Jack. Nice to meet you. Đổi đổi nha, bạn nói yes. A đi. How old are you? Giao đâu? Sao không nói gì em? Giao đâu? Có trường thực hành không? Anna, nice to meet you too. Giao có nói được không? Rồi anh mời Hoài Nam ở Bích Liên, anh sẽ giúp ra một lượt này. Rồi em trước. Vâng. Em nói à. Ok. Good morning, Jack. This is Anna. She's my roommate. Nice to meet you. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. Yes. I'm Anna. Nice to meet you too. Yes. How old are you? I'm 28 years old. And you? I'm 18 too. Ok, good thank morning, you. Tiếp tục nữa nha. Các bạn mà không vào Zoom thì cứ chờ mọi người thực hành và lát nữa thực hành sau nhá. Đó, chờ các bạn đang thực hành trong buổi Zoom nhá. Và những bạn không mở cam mình sẽ kích nhá. Bạn Mai Mai này, iPhone này mình sẽ kích ao ngay lập tức nhá. Cứ bạn nào không mở cam mình sẽ kích ngay lập tức nhá. Đó là quy định của lớp học này. Hoàn toàn free nhưng chúng ta cần tập trung nhá. Nào, thực hành đi. Khánh Ngọc, Oppo, tại sao không nói gì? Em chào thầy. Hồi nãy em vô trễ thầy cho nên em không có thấy được cái, không biết được cái đoạn hội thoại của thầy. Ok. Đây. Mình sẽ gửi lại. Đây, thực hành đi nhá. Rồi, thực hành đi. Mỗi người một vài. Khánh Ngọc thực hành được không? Nguyễn Lê Khánh Ngọc có thực hành được không? Chú hỏi có thực hành được không? Mở mic lên. In Khánh Ngọc có thực hành được không? Chú hỏi lần nữa, có học tập trung được không? Mở mic lên. Thầy mở mic lên. Học mà chơi chú không mời học nữa, chú sẽ kick out luôn nhá. Mở mic lên. Chú nhắc lần nữa, mở mic lên Nguyễn Lê Khánh Ngọc. Chú sẽ không chào đón các cháu nữa thì cháu vẫn ở đây nhá. Chú hỏi có mở mic lên học không? Khánh Ngọc. Ok, mời cháu ra ngoài. Chú sẽ hẹn cháu ở buổi sau nha. Mời các cháu buổi học tiếp theo sau ở đây nha. Tạm biệt. À bố chưa, con ạ. Bố đang dạy tiếng Anh. Con ạ, bố đi nhé. Con đi ngủ. Xong rồi đó chị. Ơ, cái này là gửi. Gửi cái này cho cháu. Hi. Oh, hi, nice to meet you. What's your name? What's your name? I am Nina. And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? I am the same as you. I'm also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1-1-2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Dialogue 2. Good morning, Jack. This is Anna. She is my roommate. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. I'm Anna. Nice to meet you too. Yes. How old are you? I'm 18 years old. And you? I'm 18 too. Ok, bây giờ cả nhà sẽ chuyển sang một đoạn thoại tiếp theo nhá. Mình sẽ mời cả nhà sang một đoạn thoại mới nha. Khi vào bước Zoom ấy, có thể có một số bạn nói, một số bạn không nói. Các anh chị hãy tạo dùng từ là mặc kệ đi nhé. Chúng ta học vì chúng ta mà.
Bạn nào không nói, các bạn hãy mặc kệ, các bạn hãy chủ động nói. Nói gì cũng được, hãy chủ động nói. Nha, hãy chủ động nói. Đừng vì người ta không nói mà mình không nói gì cả. Vì đây, giờ phút này là cái giờ phút để chúng ta học. Để chúng ta học. Vì vậy, hãy học tập trung. Vì chính cái sự tiến bộ của chúng ta. Ở nhà, lưu ý điều đó nhé. Ủa, máy tính mình tại sao có vấn đề này? Cả nhà vẫn xem được Tùng chứ? An interesting job. We can talk more about your majors in the cafeteria. Agree, Lego. Rồi, chị Thu nói tiếp nhé. Đến đâu rồi nhỉ? Dialogue. Đến dialogue thứ hai. Phần thứ hai á. Vâng. How long have you been in this place? About 10 years. Are you new into this place? Yes, I just moved in last week. Where are you from? Hello. Bạn đọc số điện thoại mình gửi qua Zalo cho. Anh đọc nữa. Alo. Thanks. Bạn gửi mình số Zalo để mình gửi Zalo cho nhé. Mai Mai nói được không? Nói như thế nào? Quỳnh Anh nói được không? Quỳnh Anh. Của anh nói đi, chú không nghe được gì cả. Mic của anh bị hỏng rồi, không nghe được. Kim Hòa đấy không? Có ạ. À, rồi, em nói đi, anh nói cùng em. Cùng anh bị hỏng mic rồi. Rồi. Anh đợi. Bắt đầu. Từ đợi em chứ. Good morning. Could I talk to you? Of course. Thanks. Let me introduce myself. My name is James. Where is your hometown? My hometown is a coastal state of the U.S. How about you? Well, I'm James, and I'm from Thailand. What is happening out in college? I'm studying psychology. I'm more interested in industrial psychology because I think I'll do better and only in the future. An interesting job. We can talk more about the major in the cafeteria. Right, let's go. Okay, cảm ơn em nhé. Mình sẽ chuyển anh sẽ rời đi để anh đặt.
mình đã qua một số những break room để mình xem các bạn thực hành. À, một số các bạn thực hành khá tốt, một số các bạn chủ động nhé. Mình nhắc lại hãy chủ động phương tiện, chủ động mic, chủ động loa để thực hành cho tốt nha. À, có một số từ mình lưu ý các bạn thôi. Với tên riêng của tiếng Anh, với tên riêng. Ví dụ từ này mình đang bôi vàng này, từ này. Jam, jam. Chứ không phải là gym, không phải là gym tiếng Việt nhé. Đó. My name is Jam, my name is Jam. Chứ không phải là gym nhé. Các bạn lưu ý những từ tiếng riêng đó. Đó. Đọc tiếng Việt cho nó không sai đâu. Chỉ là do cách phát âm. Cách phát âm của từng vùng miền, từng đất nước sẽ khác nhau thôi. Đó. My name is Jam, ok? Jam. Rồi, bây giờ mình sẽ mời các bạn đến đoạn tiếp theo. Đây. Mình sẽ cho mời cả nhà nghe cả hai đoạn thoại một lúc luôn nha. Đây, lesson 25. Đây. Đầu tiên nha, cả nhà hãy paste lại đoạn thoại đi. À, hãy làm cách nào làm, hãy lưu đoạn thoại này. Rồi chúng ta sẽ thực hành nha. Đó. Và chúng ta sẽ nghe và sẽ thực hành nha. Mời cả nhà hãy nghe nha. Nào, Channing Cham. Rồi, mời cả nhà lắng nghe. Bắt đầu. Lesson 25. Telling time. Dialogue 1. Dr. John's clinic, how may I help you? Hi, this is Chris speaking. I'd like to book an appointment with Dr. John. Okay, let me see. Dr. John is only available on Wednesday and Friday. Friday is better for me. Morning or afternoon? Morning, if it's possible. Does 8 o'clock sound good? 8 on Friday morning sounds great. Dialogue 2. Oh my God, I think I overslept. What's the time? It's 9 o'clock. Oh, that's good. Do you want to eat breakfast? Please, it's 9 p.m. You slept all day. Really? Oh no, my girlfriend will kill me. I said I would meet her in the afternoon. For you. Ok, đây là một từ khá là hay, khá là vui. Lát nữa mình sẽ chọn là xem video nha. Đây mình sẽ nghe, mời cả nhà nghe một lượt. Sau đó mình sẽ mời hai bạn dịch nha. Trước lúc mình sẽ có một số bạn khá là, dịch khá là tốt. Mình sẽ mời các bạn dịch luôn. Nhưng mình nghe lại một lượt này nữa nha. Talk 1. Lesson 25. Telling time. Dialogue 1. Dr. John's clinic, how may I help you? Hi, this is Chris speaking. I'd like to book an appointment with Dr. John. Okay, let me see. Dr. John is only available on Wednesday and Friday. Friday is better for me. Morning or afternoon? Morning, if it's possible. Does 8 o'clock sound good? 8 on Friday morning sounds great. Dialogue 2. Oh my God, I think I overslept. What's the time? It's 9 o'clock. Oh, that's good. Do you want to eat breakfast? Please, it's 9 p.m. You slept all day. Really? Oh no, my girlfriend will kill me. I said I would meet her in the afternoon. For you. Ok, trong bài này mình sẽ mời hai bạn dịch luôn nhé. Mình nghĩ bạn sẽ dịch được. Thứ nhất là bạn Vitaly A, Trần Hoài Nam B, dịch cái đoạn giúp mình nhé. Mở mic ạ. Ok. Đây là phòng khám của bác sĩ John. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Xin chào, đây là Chris. Tôi muốn đặt một cuộc hẹn với bác sĩ John. Ok, okay, để tôi xem. Bác sĩ John chỉ dành vào thứ tư và thứ sáu. Thứ sáu có lẽ sẽ phù hợp với tôi hơn. Buổi sáng hay là buổi chiều? Sáng đi, nếu mà có thể. 8 giờ sáng có tốt không? À, có được không? Ừ, 8 giờ sáng buổi thứ sáu nghe được đấy. Ok, đã là một chút. Tiếp tục. Ôi chúa ơi, vậy như chú... tôi ngủ suốt cả đêm, bây giờ là mấy giờ rồi? 9 giờ rồi, ông tướng ạ. Ồ, vậy à. Bạn có muốn ăn sáng không? Úi giời ơi, 9 giờ tối rồi, ông ngủ cả ngày rồi đấy. Thật ư? Trời ơi, bạn gái sẽ giết tôi mất.
Tôi vừa bảo à, tôi đã bảo là bạn gái là tôi đã gặp cô ấy buổi chiều. Thảm hại ghê. Thank you so much. Rất tốt đấy các bạn, cả nhà thấy không? Hai bạn dịch rất là tốt. Đó, toát lên được hết ý của cả đại thoại rồi. Đó. Tức là nên là khi mà cả nhà dịch kiện mình có một lưu ý lại cả nhà nhé. Mình nghĩ gì? Đừng quá bám sát vào nghĩa của từ, mà chúng ta phải hiểu hiểu cái câu đó họ nói gì, và chúng ta dùng cái tiếng Việt mình diễn tả lại. Đấy. Mình lưu ý cả từ nha, trong đoạn dạo rồi cả nhà dịch kiện mình đi mỗi từ này. Overslept, ngủ quên nha cả nhà, ngủ quên Hoài Nam nhé, ngủ quên đó, overslept ngủ quên đó. À, cái từ này, available này, họ dùng trong trường hợp đấy chính xác, sẽ rảnh vào đó. Nhưng mà cái từ available dùng phù hợp hơn. Cái từ free không đơn thuần là rảnh rỗi đâu, cả nhà có thể tra thêm để hãy dùng khi mà muốn nói là gì, tôi sẽ rảnh vào ngày này hay tháng này hay dịch cũng được, hãy dùng từ available nha, available. Đó, như vậy rồi mình sẽ mời cả nhà nghe lại một lượt nữa và sau đó sẽ thực hành nói nhá. Xin mời. Time Kingdom Lesson 25 Telling Time Dialogue 1. Dr. John's clinic, how may I help you? Hi, this is Chris speaking. I'd like to book an appointment with Dr. John. Okay, let me see. Dr. John is only available on Wednesday and Friday. Friday is better for me. Morning or afternoon? Morning, if it's possible. Does 8:00 sound good? 8 on Friday morning sounds great. Dialogue 2. Oh my God, I think I overslept. What's the time? It's 9:00. Oh, that's good. Do you want to eat breakfast? Please, it's 9 p.m. You slept all day. Really? Oh no, my girlfriend will kill me. I said I would meet her in the afternoon. For you. Okay, everyone, let's go into your break room now. Cả nhà vào break room đi ạ. Nói to, rõ ràng nha. Nói to lên. Oppo A15 vào Zoom đi em. Dạ. Vào bước Zoom đi em. Dạ. There are 60. Yeah, right. What about you? By the window. Fine. What time would you like? I'm sorry. Natalie's in a meeting about traveling to the Alps. I know what you mean, but I'd rather be cold than hot. That's exactly how I feel. Dialogue. Okay, I'll go print it out for you. No, thanks. My name is James. There's also a, I live in Kentucky, the dresser for the dialogue 2, lesson Oh, that's good. Do you want to eat breakfast? Please, it's 9
9 p.m. You have a sleep early. Really? Oh no, my girlfriend, please kiss me. I thought I could meet her in the afternoon. Who are you? Tiếp tục với nhá, luyện đổi vai nhỉ. Ơ, sao mấy bạn này đã ra ngoài rồi? Không luyện nữa hả em? Hoài Nam, Hoài Thu. Nói. Ba em luyện trong, ngoài. Trong, trong nhóm có một. Rồi, ba em trong ngoài luyện luôn đi. Ba em hãy luyện luôn ở ngoài đi. Anh sẽ bạn dùng file sửa cho các bạn khác nha. Mỗi người một vài, nói luôn nha. Dạ. Yeah. Từ gần hết giờ 8 giờ sáng thứ sáu nghe hay đấy. Two is a clock sao good. 8 giờ sáng sao là âm thanh sao good. Sao good là nghe hay. Nói đi em, the nói sao. Tiếng Anh với nhau. Bích nói được không? Trai nói được không? Tại sao vào thấy hai người đang nói nên em chưa nói được ạ. Ừ. Không cần phải phân vai nữa, mỗi người một câu cũng được cho nó tập trung nói nhiều. Hãy nói tiếng Anh với nhau, đừng nói tiếng Việt nhá, hãy nói đi. Tại phòng trước em không có ai. Vâng. Ờ, nói đi nhá. Vâng ạ. Morning. Morning, is it possible? Possible. Possible. Okay. Does it 8 o'clock sound good? It's on Friday morning. Sound great. Sound great. Sound great. Thank you. Ai đọc nữa không? Anh kia đâu rồi? Không biết nhỉ. Chị đọc. Cứ đọc. Okay. Oh my God! I think it's oversleep. What's the time? It's 9 o'clock. Oh, that's good. Do you want to eat breakfast? Please. It's 9 p.m. You step up today. Really? Oh no, my girlfriend will kill me. I said I would meet her in the afternoon. Part you. Anh đã chủ động tắt mic em để chúng ta ra Zoom lớn để mọi người ra rồi. Đó. Khi ở những cái Zoom nhỏ ở nhà nhé, cả nhà cố gắng thực hành thật nhiều bạn, vì đây là cơ hội của cả nhà thực hành. Chắc gì khi ở nhà chúng ta đã tìm được một người bạn thực hành với nhau đúng không? Và chúng ta đã vào đây rồi, chúng ta đã dành thời gian để chúng ta học tiếng Anh rồi, hãy dành thời gian học cho nó trọn vẹn nhé, học trọn vẹn rồi. Mình có vào được một số Zoom, mình có góp với một số bạn nhưng không phải tất cả được. Các bạn cố gắng nhiều hơn nhé. Mình lưu ý này, cái thói quen của chúng ta, kể cả bản thân mình ngày xưa cũng có rồi, đó là hay thêm cái xì xì vào đằng sau một từ tiếng Anh. Nên nó sẽ rất nghĩa rất bị sai. Mình lấy ví dụ trong từ này, đây này. Oh really? Này, really? My girlfriend will kill me. Cái từ mình nghe được một bạn nói từ này. My girlfriend will kiss me. Nếu mình dùng kills me thành từ kiss bất giờ đấy. Đang là bạn gái tôi sẽ giết tôi mất, bạn gái tôi sẽ lại thôn hôn tôi mất à? Đúng không? Đấy. Nhưng mình bị thói quen đó. Chỉ chỗ nào khi sẽ dùng từ điển đi, tiền offers hoặc tiền chi flat. Tất cả những từ điển mà mình đã chia sẻ ở những buổi dạy trước nhé. Hãy tìm lại và hãy xem lại nhé. Đấy. Hãy dùng nó. Phát âm quan trọng lắm. Nếu không ấy, đấy mình đã nghe, vừa nãy mình có nghe một bạn mà my girlfriend will kiss me. Đó, nói lại thêm cái s vào thành cái kiss mất. Đó là kill me, âm l mà. À, lưu ý như vậy nhé. Bây giờ ấy, mình sẽ mời cả nhà xem hình ảnh cái video hội thoại ngày hôm nay cho được học. Đấy, xem hình ảnh. Đó. Và mình sẽ tặng cho các bạn cả file nghe, cả file text, cả file video của đoạn thoại của chúng ta học được. Với một điều kiện nho nhỏ nhá. Vậy mình mong muốn là các bạn hãy chung tay giúp sức với mình để làm sao nhiều người hơn nữa có thể học được cái lớp free này
Đấy, các bạn thấy không? Hoàn toàn free, không mất gì cả. Mình dành ra cho các bạn mà. Đấy. Các bạn hãy giúp mình share cái bài viết này trên Facebook của mình nhé. Share hoặc like hoặc là tag 5 bạn của bạn bè các bạn vào đó. 5 bạn mà các bạn nghĩ các bạn sẽ cần lớp học này. Và những bạn làm được đó, mình sẽ ngay lập tức gửi cho các bạn tất cả file tài liệu ngày hôm nay nha. Đó là một cái yêu cầu duy nhất của mình thôi, đề nghị duy nhất của các bạn. Hãy giúp mình lan tỏa lớp học đến với cộng đồng nhé. Mình sẽ hình ra mỗi tuần ít nhất là một buổi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe, hãy xem đoạn thoại đi. Hãy xem đoạn mà cho nó được học. Đấy, và ai muốn nhận món quà là video đoạn thoại này, cả file nghe, cả file text ấy, mình sẽ tặng cho cả nhà nhé. Nào, xin mời hãy cùng xem. Asking about age and name. Dialogue 1. Hi. Hi, nice to meet you. What's your name? I am Nina. And you? I'm Sophia. How old are you? I'm 21 years old. And you? What is your age? I am the same as you. I am also 21 years old. What date is your birthday? My date of birth is 1/1/2000. When's your birthday? My birthday is on the 15th of June. Where do you live? I live in Kentucky. It is very beautiful. Where are you from? I am from New York. Dialogue 2. Good morning, Jack. This is Anna. She is my roommate. Hi, Anna. My name is Jack. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Anna. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Yes. How old are you? How old are you? I'm 18 years old. And you? I'm 18, too. Lesson 24. Asking about countries and nationalities. Dialogue 1. Good morning. Could I talk to you? Of course. Thanks. Let me introduce myself. My name is James. My name is James. Where is your hometown? Where is your hometown? My hometown is a coastal state of the US. How about you? Well, I'm Jem, and I'm from Thailand. What department are you in college? I'm studying psychology. I'm more interested in industrial psychology because I think I'll do better and fondly in the future. An interesting job. We can talk more about your major in the cafeteria. Great, let's go. Dialogue 2. How long have you been in this place? About 10 years. Are you new to this place? Yes, I just moved in last week. Where are you from? I was born in the United Kingdom. Lesson 25. Telling time. Dialogue 1. Dr. John's clinic, how may I help you? Hi, this is Chris speaking. I'd like to book an appointment with Dr. John. Okay, let me see. Dr. John is only available on Wednesday and Friday. Friday is better for me. Morning or afternoon? Morning, if it's possible. Does 8 o'clock sound good? 8 on Friday morning sounds great. Dialogue 2. Oh my God, I think I overslept. What's the time? Overslept. It's 9 o'clock. Overslept. Oh, that's good. Do you want to eat breakfast? Please, it's 9 p.m. You slept all day. Really? Oh no, my girlfriend will kill me. I said I would meet her in the afternoon. For you. Lesson 20. Ok, cả nhà. Đó. Là mình sẽ tặng cho cả nhà cái video rồi. Thế nên cả nhà giúp mình lan tỏa lớp học đến cộng đồng nha. Đó. Đó là những gì muốn chia sẻ cả nhà trong buổi ngày hôm nay. Buổi sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ cả nhà tiếp các tình huống giao tiếp tiếp theo. Và lưu ý nhé, mình sẽ không bao giờ dạy lại những đoạn thoại này đâu. Đấy, nên là cả nhà cố gắng chăm chỉ học đều đặn nhé. Đó. Và chia sẻ thẳng thắn thật thà, một tuần, ấy, một buổi chưa đủ để chúng ta chơi buổi tiếng Anh đâu. Chúng ta cần thêm thời gian nhiều hơn nữa. Đó. Hãy thực hành, chủ động thực hành chăm chỉ nhé. Đấy. Còn các anh chị nào ấy
mà học chuyên sâu hơn nữa, giao tiếp nữa, nhiều buổi hơn nữa, thì hãy lớn hơn hãy book với mình, hãy đăng ký với mình sẽ có những lớp chuyên sâu hơn nữa, học nhiều hơn, và sẽ là những nhóm mọi người sẽ học thực hành chăm chỉ hơn nữa, có cộng đồng để thực hành với nhau nhé. Còn lớp học này chắc chắn rồi, mỗi tuần sẽ ít nhất là một buổi chúng ta sẽ thực hành với nhau. Đó. Và trước khi mà kết thúc cái buổi học ấy thì mình muốn là gì, chúng ta hãy mở mic lên đi, hãy chào nha, chào nhau một câu nha. Tập kể cả câu chào của này nhá, goodbye see you later, chúng ta phải nói hàng trăm lần cho mới quen được. Lúc đầu sẽ chỉ là goodbye see you later, goodbye see you again, tiếng Việt lắm, tập nhiều quen nhé. À, trước khi chào mình có một chia sẻ này cả nhà. Đấy. Người Việt Nam chúng ta hay chào, hay chào cái câu này, để mình lấy màn hình nữa nhá. Hay chào cái câu này, đây này, chúng ta sẽ hay chào cái câu, hay chào câu như này, câu đây mình biết rồi đây. See you again đúng không? À đây, đây. Nghe lưu ý cả nhà nhé. Cái câu này, ấy, cái câu này, người nước ngoài ấy, họ dùng câu này see you again này, họ chỉ dùng. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay, tôi có một cuộc hẹn với lại bạn Trang Anh trong Zoom rồi nhỉ? Thì hẹn chính xác bạn Trang Anh là chiều ngày mai 3 giờ sẽ hẹn nhau có cà phê ở đó. Tức là cái từ again này họ hiện nhận định là gì? Là hai người đã có một cuộc hẹn chính xác là khi nào rồi. Đấy. Là người này mới dùng từ see you again. Đó. Còn bình thường nhất ấy, họ sẽ sử dụng cụm từ gì? See you later. Thế thôi. Hoặc thân mật nhất họ dùng see ya. Thế thôi. Chứ họ không mấy khi họ dùng see you again đâu. Mà chúng ta được học quá nhiều ở trường lớp ngày xưa đúng không? Cứ see you again. Mà chúng ta không hiểu cách dùng vậy. Nên là chúng ta cứ dùng nó bị sai. Người nước ngoài nghe họ sẽ có gì nữa, họ sẽ nó hơi buồn cười. Vì vậy, mình khuyên chân thành, hãy chào see you later hoặc see ya. Thế thôi. Đấy là cách chào hay nhất, thông minh nhất. Và khi mà người nước ngoài nghe được các bạn nói câu đấy, họ đã cảm giác là mình nói chuyện rất gì, rất tây. Thế thôi nhé, lưu ý như vậy. Ok, goodbye, see you later. Mở mic lên đi ạ, tập chào luôn đi ạ. See you. Goodbye, see you later. Goodbye, see you later. Bye. Next week.